rồi nghiêng ghe nha. Ôi cái bốc là bên đó là sẽ kéo đi nha. Giống qua ha. Giống qua. Ba game giống vậy ha. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Anh Ngư Phủ nha. Chụp cá cầu bay buổi sáng ngày hôm nay nha cả nhà. Cá bò nha. Cá bò gai. Vô mùa cá bò gai nữa hay sao. Wow, cá nhái nhóc chưa nè. Nướng ăn nhái ơi. Nè. Nhái này nha. Cá này nướng con bô ăn nha. Ăn rất là ngon luôn. Nhìn nó giống như con cá lùm kềm vậy đó. Con này mà có con loại là chà bá lửa luôn nha. Để coi còn không, xe đem đi. Nướng con bô. Cá sáng cũng bự bự nha. Này cũng 2 tấn á. Nãy lên 2 lèo nặng luôn nha cả nhà. Giờ này cũng 5 giờ mấy 6 giờ sáng rồi. Đó. Mới bữa cầu lết xong mà chưa chạy thẳng dây nha. Anh em mà chuẩn bị lựa cá. Dùng cá này chứ cào ra lụm cá ít cá xô là con dê làm xúc vô bọc. Wow, nhìn được nguyên một con cá bè lão luôn nha. Nó to luôn nha. Nè. Nè nè, nhìn đâu vậy mày? Vừa hơn xiên. Cho cắn bên.
của chú ghe để lại được mâm kho rồi nha. Đó, cục sáng đơn giản vậy thôi nha cả nhà. Thịt heo kho gừng, tôm kho, đó đơn giản vậy thôi. Cuộc sống buổi sáng. Tại vì con chủ ghe ăn cá không được. Xin chào đây nè Nam ơi. Xin chào đây đi. Quá trời mực rồi. Mực nó bò ra tới ngoài luôn mà. Thấy nó nằm với nhiều nè, thấy nó bò. Bò lè với thôi, có nhiều nó mấy con bò đó chứ lại. Bò. Chết. Cái này được hơi lâu rồi, cái bò dính nè. Bò cám dính vô cái mực tuần luôn. Cái sóc nè, sóc bò cành cành không nè. Vậy là món gì anh Hải, cái sóc anh Hải? Chiên tư. Muốn ăn cái gì là nói anh làm. Chiên tư. Chiên xúc cà hay chiên tư? Chiên tư hay chiên xúc cà này nè. Cái sóc nè nãy. À vậy là chị nay ăn cá sóc qua sút cà đi hồi nãy. Dạ. À. Hay quá anh ơi. Nhiều quá. Hơi bị nhiều luôn á. Bảy cá sóc luôn á chứ giỡn à. Hang on.
ai bội mình cho gớ trời. Dạ tôi có ba bội á. Ừ, lụm được con hải mã nha. Lụm trên tay người ta. Lụm cá sóc ghiêu cho em. Ồ, cá đồ đồ bự nè. Ba lỡ luôn. Nó chuột gần nó là thấy vậy không, thấy gần cá không, đây gần nó có ba cây dài à. Đó bự rồi. Mực
tột với mực nang nha. Mực này ký 103.000. 4 bội. Đó. Cá đây. Cá sóc là cũng được mấy kết cá sóc rồi. Cá sóc là ngon ngon không rồi. Đi xanh luôn nha.
rồi bánh tráng luôn đó. Thử mấy nha bà. Thử ngon không? Có biết mình làm không? Vậy mày đã nè. Thị trưởng là làm đồ sống quá trời rồi. Ai kêu vậy dân chủ trời, ăn đồ sống mà kêu vậy dân trời. Ồ, con này dữ à. Rồi chấm cho mẹ mấy đứa quá. Nó có chua, có đủ đồ chua này nó không đủ. Vô. 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 Vô.
đi chứ. Không thì mấy công người nói người gửi người không nữa. Thằng gửi thằng trả đi chứ. Vậy. Mấy cái chén gửi thằng trả nữa. Tôi với bạn làm cái một luôn nè. Kéo vào. Chơi vào. Khoan để tôi trồng lại cho gọn gàng cái đi. Chơi luôn. Má hồi bắt cái kéo là làng nữa chứ. À. Đàng hoàng nghe, ra đàng hoàng, rất là đàng hoàng nghe chứ không có. Rồi. Phương nói kia chơi bạn ơi, tôi đi rửa. Lúc bà giờ này em sẽ đi lên trên nếu mà nghỉ ngơi nha. Rồi tối nay thì sẽ tiếp tục quay đụng cá buổi tối đi cả nhà. Nghe chắc bực lạnh dữ lắm nè. Mực nấu chao dữ lắm nè, chỗ này mực nấu chao dữ lắm nè. Mực nấu chao ngon lắm. Mực chao nướng. Dễ cái gì? Công này hợp quá vậy? Mực nè, mực con nóng như lòng nóng nè, cá còn dính như vậy nè. Mèn con lại, đủ ăn lại mèn luôn. Đổ dầu luôn, ít cào nữa. Đổ mày, đổ mày, đổ mày. Quá bòi. Kiếm hai mã rồi, đây Nam nó chụp hai mã cho nha cả nhà. Nam đi bộ. Để bọn trên đi anh. Hai bạn ghẻ nữa nè. Để bạn đi không được sao phải anh. Anh cứ bư đây tôi nhìn cho. Ghẻ này phải mất đi phải anh. Hai mã phải anh nhớ kỹ tôi à. Mất tay vô tôi cầu rồi á. Con gì? Rắn kìa. Lương biển. Dạ. Gắn cọt bùa mực mực cục bò nhỏ nhúc luôn nè. Cục con mã ghẻ nè nằm trong gút nha. Ghẻ bắt mấy bươi ghẻ mà thấy ghẻ không bắt chỉ nói bươi ghẻ gì ba em có bươi mà hay không có bươi hay ghẻ rồi nè đây nha. Buổi tối nay quả của anh em quả của anh em nè. Tối nay là tính là bắt mực nướng chao anh em lay gai buổi tối nè. Quả của anh em mọi người. Đó, lấy cái cây cào cách tiền vàng hết luôn. Đúng rồi, sao đây? Không ăn nó vàng rồi, lấy cái ghi lại lụt mà nó thôi. Chào lên đi rồi tính. Thôi. Được rồi. Chốt hả? Chỗ tính này quá đại thảo luôn. Một cây ống chào, chốt liền. Ê, chốt. Lấy cái dao gã lưng lăng em. Gã đây gai đây là vừa đó. Đây. Đây anh em nào lựa cá lựa anh em nào giá cào giá nha. Nhá gầy nha nha. Chú ba nè. Chú ba đang gã đường lăng nha. Đường lăng giá cao quá nha. Bữa nay qua quá trời gắt rồi. Có gắt gì đâu quá chú ba. Tính năng là ăn ăn lẩu mà không ngờ ăn cái cao gắt luôn cả nhà. Vô lử luôn. Điểm tâm. Đây điểm tâm nha. Điểm tâm buổi sáng nha. Điểm tâm buổi tối chú ba. Buổi tối nha. Wow. Được nha, ông để múa vô lại luôn đó. Yeah.
Đây là đường lăn nè. Rất là đẹp luôn nha. Đó. Đi tầm đèo anh đang kéo thường lại cắt đứt quá trời giá thường lên đó nha. Kèo lưới nha. Bự thì vô game. Thích game giá không có nhà gậy thì đang keo lưới luôn nha. Đó, nhà gậy xấu ngát nha. Hậu nhiên nè. Đấy là lăn theo nữa chú ạ. À? Chú lăn theo bên lưới keo lưới. Xe đen thì cũng đang lăn nha. Dùng em cũng đang treo lưới nha. Chuột em tôi rồi. Chuột đã lên dĩa.